Sen một nở tại Linh Sơn. Sen hai nở ở Yên Sơn, nước Rồng. Sen ba nở chùa Thiền Tông ở tại đất Rồng của tỉnh Long An. Tôi tên là Mai Đăng Sơn, hiện cư ngụ tại thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Tôi có một số thắc mắc xin hỏi ban giải đáp như sau. Câu hỏi 1. Xin cho biết câu Thiên thượng thiên hạ, di ngã độc tôn nghĩa là gì? Tôi là Thiền gia Anh Tuấn, là thành viên trong ban giải đáp của chùa Thiền Tông Tân Diệu. Xin giải đáp câu hỏi của anh Mai Đăng Sơn, cư ngụ tại thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh như sau. Cái câu Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn có nghĩa là trên trời, dưới trời, duy nhất chỉ có tánh Phật của con người là cao quý nhất, là hơn hết. Xin mời anh hỏi tiếp.